Vẫn là một câu chuyện học đường, nhưng nó không hề quen thuộc tí nào. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện của một học sinh tự kỷ của năm. Đó là con nhỏ học sinh mới này, chứ không phải là tôi. Cũng mày không biết nhỏ từ lúc mới vô rồi nó đã dậy rồi, đè nó ra chọc hoài. Tao đang buồn tính chọc nó cho vui thôi, ai dè nó làm một giỏng luôn rồi để tao bị phạt như vậy nè. Ủa mày đang buồn chuyện gì hả? Mày biết rồi đó, tao đi học với chiếc xe đạp cũ kỹ, hư lên hư xuống hoài à, cho nên là tao quyết định để dành tiền mua chiếc xe Kimco Visa. Mày biết không, cái giá nó có 16 triệu à, mà 50cc phù hợp với học sinh, đã vậy rồi kiểu dáng đẹp nữa, cho nên tao khoái quá, tao đã dành tiền tao mua. Đây là chuyện buồn của mày hả? Nãy giờ tao thấy mày như là mày đọc quảng cáo gì đó chứ có buồn gì đâu. Tại vì bây giờ mình là vừa đi học chính nè, rồi đi học thêm nè, rồi chạy vòng vòng chơi nữa, thì cái nhu cầu của mình là cần chiếc xe máy mày để tiền mua là đúng rồi. Mày buồn chỗ nào hả? Buồn chứ, mày biết không, để dành gần xong rồi, qua tuần sau tao tính cầm con heo đó đập lấy tiền mua xe. Ai về ngày hôm qua nhà tao có trộm. Chắc nó không phải cười chuyện của mày đâu. Tao hy vọng là vậy. Mày, tụi mày biết không, trộm nó vô nhà tao, nó lấy hết đồ trong phòng tao, nó lấy hết. Rồi con heo tao đã dành tiền để mua xe á, 15 triệu mấy nó lấy luôn. Chắc nó cười không đó. Mày biết nó bị khùng không? Nó cười chưa chắc cười chuyện của tao, còn mày cười là mày cười vô mặt tao, cười trên nỗi đau của tao con chó. Ôi nó thì khùng rồi, ai quen nó khổ lắm luôn á. Bởi vậy thiệt. Thủy ơi, mình học lên lớp 12 năm á, mình có thể mời Thủy đi uống nước cùng mình được không? Vậy mình hẹn nhau khi nào ha? Cái gu là ai ta? À mà thằng nó bự vậy nè, nó chút xíu vậy nè. Mà quen vậy gì đâu vui ta, mặt nó có một mặt một biểu cảm à. Ờ tưởng tượng thôi. Ví dụ mà nó đi chơi. Cho anh xin lỗi nha, anh tới trễ, có gì đừng có giận anh nha. Vậy mình vô công viên chơi ha, đi. Ôi trời, tới lúc mà tình cảm thấm đậm rồi, bắt đầu nó được người ta cầu hôn rồi, nó có vui được miếng nào không ta? Em, anh có chuyện này muốn nói với em lâu lắm rồi. Em đồng ý làm vợ anh nha. Rồi ví dụ mà gặp gia đình ba má thằng đó. Dạ bố mẹ, con muốn giới thiệu với bố mẹ đây là vợ sắp cưới của con. Cái gì? Vợ sắp cưới của con á hả? Dạ. Sao nó gặp ba mẹ nó không có vui gì, mặt nó làm sao á? Cổ gì là cổ đang vui hả mẹ? Đang vui. Dạ đúng rồi. Đám cưới nữa nè. Động phòng. Ở trong quá trình động phòng cảm xúc nó làm sao ta? À vậy nè, hổn hển lên xíu chứ. Nó cũng phải ra một chút tiếng động gì chứ. Ủa vậy xong rồi hả? Tao nghĩ là một mặt vậy đó. Chắc vừa cưới xong ly vậy luôn quá. Chịu sao nổi trời. Ê quan trọng coi nó coi tới đâu rồi. Ê. Ủa vậy? Ê sao vậy? Bạn. Vậy là không có cảnh động phòng rồi. Còn nghe cưới này nè, tưởng đâu đồ giác được cái lưu chạy. Ai ngồi ăn nguyên ly nước luôn.
tâm lý Nho bất ổn quá. Chút mày ơi. Thôi né nhẹ đi. Ôi, 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 thầy giám thị kìa. Ê, tao quậy quậy chứ tao hút thuốc không được nha. Tất cả các em cất sách và tập đi. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra nha. Cô nhắc trước là bạn nào có phao thì tự giác nộp cho cô. Tôi mà bắt được ai thì người đó sẽ không điểm đó. Em có phao không? Không, em học sinh nghiêm túc mà cô. Học sinh nghiêm túc. Vậy đây là cái gì nè? Được cô cất cho. Thái, cởi vớ ra em. Dạ thôi khỏi, cởi con. Dặn mày học bài rồi, mày cứ vậy hoài. Thì đó. Ủa Phương. Dạ con. Bữa nay em có cái nhẫn đẹp quá ha. Dạ, dạ mẹ em thấy học giỏi quá nên mua tặng em á con. Ủa vậy hả? Dạ. Em có thể cho cô mượn coi được không? Dạ, để kiểm tra xong đi con. À, tại vì cô thấy cái nhẫn nó cũng đẹp á. Thôi em cho cô mượn coi chút xíu được không? Thiệt tình chứ, cái nhẫn này mẹ tao không biết cái size của tao. Mua nó bị rộng quá, phải chim cái tờ giấy vô là cho nó vừa nè, thiệt tình chứ. Khoan, em cứ để đó. Rồi chút xíu cô đưa nhẫn lại, đằng nào cũng phải chêm mà. Cô nhắc lại một lần nữa, ai còn phao thì tự giác nộp cho cô nha. Nếu không muốn đĩa không có bài kiểm tra. Kiểm tra 15 phút, các em bắt đầu làm bài. Ấy, bà tịch thu hết rồi. Bà này bà ghê thiệt chứ, không còn cái phao nào trong lớp. Thì đó. Ai nói không còn, tịch thu hết rồi còn đâu nữa. Nó lợi hại thì chứ. Ừ. Còn dư viết nào không? Không không, bây giờ mày đưa đi. Tao viết xong mày đưa mày lại. Ừ, nhanh mà. Cho mày mượn viết. Ê, mỗi đứa viết câu được không? Nhanh mà, nhanh mà. Đợi xíu đi, viết xong rồi đưa qua. Ờ, Thủy. Mệt. À thôi khỏi. Ấy. Sắp đóng ngồi còn công quá. Hết giờ làm bài, tất cả các em bỏ bài ra đầu bàn. Xong chưa? Dạ thưa cô. Có chuyện gì vậy em? Dạ hồi đầu giờ cô quên kiểm tra phao của em ạ. Muộn rồi em. Đến bây giờ em mới khai thì đâu còn giá trị gì nữa.
Dạ em chưa chép được chữ nào cô ạ. Vô lý, tại sao lại chưa viết gì là được? À, tại vì phao của em hai bạn kế bên mượn chép hết rồi cô. Nè, cô nói cho em nghe, không phải là em làm bài không được rồi em có thể vu oan cho bạn nha. Dạ thưa cô, nếu mà cô không tin thì cô kêu bạn Thái hạ họng ra cô. À Thái, em mở miệng ra cho cô. Cô coi em nè. Nè cô, thiệt là quá lắm mà. Cuối giờ ba em ở lại trực lớp cho tôi. Này mày á, thì nó chầm chầm vậy là tại do nó thích vẽ, nó muốn một mình. Mấy đứa họa sĩ đậu đi riêng á. Lại coi coi. Ủa nó vẽ gì vậy ta? Nó chưa vẽ xong, đang vẽ mà. Nhưng mà tao thấy nó vẽ là hình một cô gái đang ra công viên ngồi chơi, cái tay giơ lên vậy nè. Chắc chắn một chút nữa nó sẽ vẽ thêm mấy cái bông bấm bay. Tao nghĩ là nó thả diều, tại thấy vẽ gió hơi nhiều. Tụi bay đầu óc con nít quá. Nó lớn vậy rồi chắc chắn nó sẽ thích ngôn tình. Tao nghĩ là đang vẽ một con nhỏ con gái cầm ô dưới mưa đầy lãng mạn. Không có gì bằng nhìn tận mắt hết á. Ừ. Để coi đứa nào đúng nè. Cầm dao à? Có. Ba thằng nằm. Dạ không biết sao đòi lại cái quần luôn. Bỏ luôn rồi. Ê, tao mà không mất tiền là lấy tiền mua chiếc xe giống mày luôn. Kim cô ngon mà, trời ơi, nó thiệt tao hàng ăn trộm hả? Tao lấy tiền mày tao cũng mua kim cô nữa. Tao đi về. Thôi, về, nhanh về lẹ nè. Mày thử mày cho nó về thiệt coi nó dám về không, đi ké mày đặt sầu thạo mày. Đi. Mình vậy cô em? Mấy người làm cái gì đấy? Tránh ra! Gì? Ai nói mày điên mình vậy? Tụi mày làm cái gì hả? À thì ra đã biết danh. Gì? Chứ chắc nào lớn hơn nào đâu nha. Mấy người mà đụng tới bạn tôi là tôi la lên á. Đánh rồi! Cái gì? Có sao không? Bị nó quào chay cái mặt à. Mày quýnh lộn giang hồ mà như mèo vậy. Ba có sao không? Nè, không cần cảm ơn đâu. Lần sau cẩn thận. Hay. Ê, này không được nha, này không được nha. Ê, tính là tụi tôi mới giúp bà luôn á. Không cảm ơn thì cũng phải có gì đó chứ gì mà chán vậy. Sống mở lòng nghe chứ. Vậy hoài ai chơi mình nữa. Đúng rồi. Sẵn đây cho tôi hỏi các cậu một câu. Tôi có ngầu không? Thì thấy cũng ngầu đó. Thế là tôi thành công rồi. Ủa gì à? Thì tôi thích xem phim cho nên là tôi muốn được hóa thân vào nhân vật. Bây giờ là tao thấy tao sợ sợ rồi đó. Mà coi phim gì mà để bị nhiễm thế ghê vậy? Tôi coi phim Người Trầm Cảm. Mà cái phim này á, nhân vật chính cuối phim tự tử. May có các cậu cứu kịp thời á. Chứ nếu không có khi tôi cũng đi tự tử rồi. Trời ơi, giờ tới tao sợ rồi. Mà qua vụ lần này để tôi nghiên cứu xem thử phim khác cho lành ấy nhỉ. Đúng rồi, nên coi phim khác rồi bạn ơi. Mà cảm ơn các cậu hôm nay đã giúp tôi nha. Bye bye, tôi về trước đây. Tao nghĩ là sắp tới mình né nó ra đi cho nó lần. Chứ tao thấy nó ghê quá. Mà tao thấy nó cũng dễ thương mà. Sai. Tao đi lấy xe. Ê Vinh, mày diễn thử sao rồi? Chưa tới đâu hết á, từ từ rồi cá cũng nhờ bạn ơi. Ôi mà dạo này nó còn bị nhiễm phim không vậy? Còn. Ôi, bữa nay nó có phim gì không? Còn chứ. Cười đi là ư. Ủa nó mặc đồ bình thường mà. Ê vô coi hỏi coi sao. Ê, hả? Dạo này còn nhiễm phim không? Có chứ. Phim gì?
Quán Nhi xin diện kiến các vị đại hiệp. Nó chơi tới thần điêu đại hiệp luôn rồi. Ủa tay đó là cục hẹn hay cục giả vậy? Ôi, ghê quá, ghê quá. Ủa Phương, thấy nhìn đâu? Chứ không phải nó qua trước mẹ hả? Có gước đâu đi bộ thấy mẹ lên trường ta. Kỳ vậy ta. Cái quái quỷ gì vậy? Gì nữa đây? Bần tăng đang trên đường đi thỉnh kinh. Có thể nào cho bần tăng tá túc một đêm không? Nó chơi tới tay vô ký luôn mày ơi. Trời ơi trời. Ngô Công! Chết rồi! Sao lại tới trễ quá vậy? Chị bảo, chị có nghe không nản, nó nhập cho người của con khi cũng mập như vậy. Chị bảo hãy hút hết tinh khí của nghèo, đọc kinh đi chị bảo. Chị bảo. Trời ơi, mày ơi. Thì là hai đứa nó dính nhau luôn á. Chị bảo. Dính nhau rồi đó. Thôi phải quá. Ai quá chứ. Ôi đi đi, ghê quá. Ôi đi đi. Học không nữa, học tối ngày diễn phiên thôi mà. Mai mà phụ huynh cho tôi nha chưa. Ngô Khôn, Ngô Khôn, con hãy dùng hỏa nhãn kim tinh của mình để xem thử bà ta có phải là yêu quái không. Tại sao lại bắt phạt chúng ta như thế này? Chứ bộ, ở đây là nhà của người ta, nhập gia thì phải tùy tục. Mình đang sai đó chứ bộ. Thôi bỏ đi. Ngày mai tập trung coi phim Học Đường season 5 của Pháp TV đi con. Từ giờ cho tới cuối năm chúng ta phải hỗ trợ nhau con nhé. Chú bộ. Nhanh nấu làm nhanh lên đi. Trời ơi nãy giờ bao nhiêu đó làm chưa xong nữa. Để đâu không cô. Rồi em đã tính thi vô trường nào chưa? Dạ em tính thi vô trường sư phạm. Lớp chúng mình tập trung lại đây một chút xíu nè. Vậy là chúng ta đã kết thúc năm học lớp 12 và các em cũng đã kết thúc 12 năm cấp hết sách tới trường. Và cô chúc tất cả các em sẽ thành công. Và cô hy vọng là sau khi rời khỏi ghế nhà trường của ngôi trường này, sau này các em có là gì đi nữa thì cô mong là các em sẽ luôn giữ được tình bạn trong sáng và những kỷ niệm đẹp nhất dưới mái trường cấp 3. Okay. Nhưng mà hình như lớp mình vẫn thiếu còn thiếu tôi nè. Thôi thần quỷ. Trời ơi Vinh, lâu lắm rồi tao mới thấy mày mặc đồ cosplay lại nha. Hôm nay coi phim gì đây? Thôi ngại lắm. Có gì về nhà kiếm link đi. Inbox tao gửi link cho. Sao tính nó mặc bộ đồ vậy mà. Khó đoán quá. Khó đoán phim mà giữ gì ta. Ừ. Có gì đâu mà khó đoán nè. Xin tự giới thiệu, tôi là chàng thợ sửa ống nước may mắn. Còn tôi là cô y tá thân thiện. Ủa là phim cái quái quỷ viên phim gì ta? Phim gì ta? Ta nói rồi về nhà inbox đi, gửi link cho. Các bạn đang xem cũng vậy. 90% các bạn đã biết chúng tôi đang nói về những nhân vật nào. Bạn nào chưa biết, 10% còn lại hãy inbox cho tôi. Tôi sẽ gửi link cho các bạn. Mày thôi mày dẹp đi. Không biết là mày đang làm cái phim gì, mày có thợ sửa ống nước may mắn gì hay không. Nhưng mà cái ngày hôm nay là ngày bế giảng, là mọi người mặc cái đồng phục học sinh tới đây đi, để chia tay nhau, để mà chụp hình lưu niệm lại. Rồi mày mặc đồ như vậy rồi sao chụp hình? Ừ, tao với Thủy làm vậy là đều có lý do. Tao muốn để dành cái áo trắng để tụi bay ký tên lên đây. Tao biết thời học sinh có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng mà khi qua rồi tụi mình không có trở lại được nữa. Mỗi chữ ký của các bạn sẽ là một kỷ niệm của từng bạn đối với mình. Quỷ gì sến gì đâu, đàn ông con trai như con gái vậy đó. Trời ơi ký cho mày vui, cứ biết mai mốt mày còn giữ được cái áo này không. Tao ký ngay cậu áo về, đừng có giặt giùm tao cái nha. Thôi đi đàn ông nội. Mạnh mẽ, đàn ông là phải mạnh mẽ lên. Không, đàn ông mà đi đâu mà. Trời ơi, đàn ông vui nha mày.
Mình đông lắm mà sao giờ Lê Que còn có vài người vậy? Thì đó, cái hôm mới giảng á thì nói là tao sẽ nhớ tụi mày lắm, bây giờ tao rủ học lớp có mấy que, thấy không? Thôi bỏ đi, mà dạo này mày sao rồi, nhìn có vẻ khá chứ bộ. Tụi mày không biết đó, ngày trước tao học ngu nhất, lười nhất, nghèo nhất, có một cái ước mơ là có một chiếc Kimco Visa để chạy đi học, vậy mà cũng bị trộm lấy. Nhờ vậy tao mới có nghị lực phát triển bản thân, giờ tao là giám đốc marketing của hãng xe Kimco. Ngon bấy. Một cái dòng xe dành cho học sinh. À, vài bữa nữa tụi tao có kết hợp với lại nhóm Pháp TV làm phim á. Tụi mày nhớ coi nha. Ôi, ké được không? Này á. Tuấn nè, ngày xưa mày là thằng học giỏi nhất lớp. Giờ sao rồi? Trời, ba cái xin có tăng hồi đó tao học, tao thấy không áp dụng được gì cho nghề nghiệp hết á. Kiếm việc làm giờ khó quá, nên tao về quê lấy vợ luôn. Giới thiệu tụi mày, con của tao. Ngoan con ơi. Ngoan. Mấy nay không có tiền mua sữa cho nó uống, nó khóc hoài à. Thôi, qua tuần đi, qua công ty tao làm. Cái nghề của tao không cần áp dụng gì trong học hành nữa. Không có xin có tăng luôn. Ừ. À Hảo, giờ này sao rồi? À, mày cũng biết á, trước tao giỏi quá lắm. Xin như làm hạng rượu à. Mới vô cho hư rượu. Ghê cây ghiền luôn. Là do mày ghiền rượu luôn? Dính vô cái à. Vô. Ê, tụi mày có nhớ cái thằng gì? À, thằng Dũng. Cái thằng mà ngày xưa hay hút thuốc trong lớp mình á. Hôm nay sao không thấy nó ta? Tao nè. Ê, tao tính qua họp lớp mà bên chung cư bên kia mới bị cháy, cho nên là giờ phải chạy qua bên bển. Qua chào anh em cái tao đi. À, tạm biệt. Cái thằng ngày xưa hay hút thuốc trong trường dễ gây hỏa hoạn nhất, giờ làm lính cứu hỏa ghê thiệt. Ủa, giờ anh Vinh nhưng thầy không biết còn quen ta. Còn chứ sao không? Chào mọi người. Linh thiệt luôn á. Sao rồi, dạo này hai đứa bay còn ghiền phim không, còn nhiễm phim không? Còn chứ, bởi vậy mới theo nghề luôn nè bạn. Ủa là giờ mày làm gì, diễn viên luôn hả? Diễn viên. Ây cha. Cả hai đứa luôn. Ê, dạo này rồi chừng nào nổi tiếng? Không biết, nhưng mà trước mắt là thấy được đóng chung với người nổi tiếng rồi đó. Ai vậy? Danny Dwayne The Rock Johnson. Lấy ông bự á hả? Ừ. Mà không phải đóng chung nữa mà là đóng thế. À đóng thế khúc nào? Vừa rồi ổng nhảy bên cầu Thị Nghè nè, mà ở dưới lòng sông nó có kim tim. Cho nên là bây giờ ổng bị phơi nhiễm mà phải đi điều trị, cho nên tôi dọn qua bên cầu Bông rồi tôi nhảy. Là đóng thế với ổng ra nhảy cầu thôi. À. À. Còn bà Thủy. Hả? Sao rồi? Thì tôi cũng làm diễn viên đóng thế luôn. Nhưng mà không có cực như anh ấy. Tôi đóng thế cho Sarihara. Mà ngồi chơi. Không nói sao được ta. Ừ, nghe nói dạo này mày cũng lên giám đốc rồi phải không? Ừ. Dạo này ngon á. Ủa, mà bộ ba Vinh Phương Thái còn thiếu Phương nữa, Phương đâu rồi? Ừ, đúng rồi, nhắc Phương mới nhớ. Hồi đó ngay buổi bế giảng chính nó là đứa ôm tao, nó là chó là sao bao giờ xa mày. Ừ. Vậy mà bây giờ hả, không thấy mặt đâu hết là sao? Thằng chó, tao không bao giờ muốn xa mày. Nói lại. Tao không bao giờ muốn xa mày. Vinh à, thư ký của tao, Quỳnh Phượng. Cuộc sống mà Vinh, ai mà không có ước mơ. Phương á, giờ đó là hành là Quỳnh Phượng rồi. Vinh à, bên mày có cần tuyển thư ký không? Thật sự thì tao làm cho thằng Thái thì cũng rất là thoải mái,
Nhưng mà cũng chỉ là tình nghĩa anh em thôi. Thực chất con người của con Thái á, nó sống khô khan lắm. Nên có gì á, mày cứ thú tao về đi. Nói chung tao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mày giao. Xin lỗi, tao với Thủy sắp làm đám cưới rồi. Ngày mai anh cầu hôn em. Anh yêu em. Anh yêu em. Em ơi, em Vinh à, tao không muốn xa mày. Rước ngay visa, nhận quà thả ga.